Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Ba Tơ, 30 tháng 10 năm 1972, 30 tháng 10 năm 2022, sáng nay huyện Ba Tơ long trọng tổ chức lễ dân hương dân hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ. Tham dự tại lễ viếng có Ban Liên lạc Trung đoàn 52, lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân huyện Ba Tơ. Cách đây vừa tròn 50 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên mảnh đất Ba Tơ đã diễn ra cuộc chiến đấu 45 ngày đêm ròng rã, từ ngày 15 tháng 9 năm 1972 đến ngày 30 tháng 10 năm 1972 đã giành thắng lợi. Trong cuộc chiến đấu ấy đã có hàng ngàn người con ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu hy sinh để giải phóng quê hương Ba Tơ. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Ba Tơ đã dâng hương, đặt vòng hoa lên tượng đài viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, ghi tạc công lao to lớn, sự hy sinh của bao lớp anh hùng liệt sĩ đã quên mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau lễ viếng, các đại biểu đã lần lượt thắp hương lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ.